Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 15 tháng Hiện tại là buổi tối của mình là ngày 15 tháng 5 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến ngập nhà những dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm, những cây lan đang nụ và những cây lan đang hoa với cái giá cực kỳ là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng ạ. Danh báo thì sẽ chưa gồm có phí vận chuyển nhé. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại. Cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Và mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Cô chú anh chị mình cùng xem và lựa chọn những mặt hàng lan đẹp trong buổi tối ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây... phần lan trầm tím hàng rừng trước nhé cô chú anh chị nhé. Những lô trầm tím rừng thời điểm bây giờ đang nở hoa và với cái sắc hoa đậm đà, và cô chú anh chị có thể cùng em ngắm những cái mặt bông trầm mà thời điểm hiện tại đang nở hoa. Cô chú anh chị có thể thấy là cái khuôn bông hoa bầu bĩnh rất là đẹp như thế này cô chú anh chị ạ, và thơm nức luôn. Mỗi một cái phần trầm như vậy thì mầm gốc lên chi chít cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị mình cũng em lựa chọn nhé. Em xin phép được giới thiệu từ cái hình hình đầu tiên sẽ là hình số 5 trước này cô chú anh chị này. Hình này hình số 5 này cô chú anh chị. Hai cái rễ trầm mà cô chú anh chị nhìn thấy ạ, cái mầm gốc cực kỳ là nhiều luôn. Và cái lô trầm này xin phép em được bán với giá là 75.000 thôi cô chú anh chị nhé. Là hai lô trầm cô chú anh chị về làm được mối giò cực đẹp với rất nhiều mầm gốc như thế này. Hoa cũng rất là bền luôn đấy cô chú anh chị. Và sang hình trầm tiếp theo ạ, là hình trầm số 6 ạ. Hình trầm số 6 này em cô chú anh chị nhìn này, hoa tươi rói luôn. Hình này em xin phép được bán với giá cũng là 70. Hình này em bán với giá là 75.000 đi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7 ạ. Hình số 7 chỗ này cũng là hai khóm rề cô chú anh chị nhá. Hai khóm rề mầm gốc này lên rất là đẹp và thân dài nhá. Thân hoa rất là dài luôn. Và hình này xin phép em được bán với giá là 60.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8 ạ. Hình số 8 này em cũng bán với giá 75.000, có hai rề cô chú anh chị này. À, ba rề cô chú anh chị ạ, ba rề luôn, 75.000 cho lô này nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 9 ạ. Hình số 9 này cũng với giá 75.000 và chỗ này sẽ có hẳn là 4 rề cô chú anh chị này. 4 rề, 4 khóm rề. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Số 10 cô chú anh chị mình cũng em lựa chọn số 10 này sẽ có hẳn là 5 rề luôn ạ. 5 rề này xin phép được bán với giá là 80.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Hình số 11 này em xin phép được bán với giá là 60.000 cho hai rề này. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan hài Henry. Nói chung là mỗi một cái loại lan hài thì nó mang một cái sắc đẹp riêng. Dòng lan hài Henry thì nó sẽ nở hoa vào cái thời điểm khoảng tầm tháng 8 cho đến tháng 10 dương lịch cô chú anh chị ạ. Bây giờ đang là giữa tháng 5 rồi ạ. Nên là cô chú anh chị mình lấy về trồng từ bây giờ thì cô chú anh chị mình sẽ được chơi hoa rất là trọn vẹn. Cây này thì cũng rất là dễ thuần dễ chăm, và đặc biệt là đang cái mùa chuẩn bị mùa nụ mùa hoa mới, cũng là cái mùa sinh trưởng trưởng nên là sẽ rất là dễ sống. 130.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Em bán ngay từ 0,3 kg nhé cô chú anh chị nhé. Xin phép được bán từ 0,3 kg với số tiền chỉ có 39.000 thôi. Đây cô chú anh chị, 0,3 kg cô chú anh chị được sở hữu một lô là lan hài Henry như vậy. Và đây là cái mặt bông của dòng lan hài Henry. Và dòng lan hài bao giờ độ bền của nó cũng phải tầm trên 2 tháng. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hài Helen. Mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Và một cái dòng lan dễ thuần dễ chăm, vô cùng sai bông. Rất là sai bông mà lại phân bố rất là hẹp. Nói chung là những người yêu lan hài chắc chắn là trong bộ sưu tập không thể thiếu những cây lan hài Helen rồi. Nó sẽ nở hoa vào khoảng tầm tháng 7 cho đến tháng 9 dương lịch cô chú anh chị ạ. Bây giờ thì giữa tháng 5 rồi, hơn một tháng nữa thôi cô chú anh chị ạ, là cây đã bắt đầu chuẩn bị cho hoa. Nên là đây là cái thời điểm quá là tuyệt vời để cô chú anh chị mình được hưởng hoa trọn vẹn đúng không ạ. Hình này em gọi là cái hình số 1 cô chú anh chị nhé. Hình số 1 này em xin phép được bán với giá là 80.000 cho cả một lô như thế này. Em dám khẳng định cô chú anh chị rằng khi cô chú anh chị mua một lô lan hài Helen này trên những trang Facebook, một lô như vậy giá chắc chắn phải trên 100.000 cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Hình này là em có là 3 rề cô chú anh chị ạ.
3 dề này xin phép bán 90.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 này thì cả một lô như vậy em bán là một bán có 80.000 thôi. Và sang hình tiếp theo hình số 4 này, hình này em bán với giá 90.000, nó có 3 dề. Đó thì em có duy nhất là 4 hình hài hôm nay thôi, Helen hôm nay thôi cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là những cây lan hài Vân Bắc. Cô chú anh chị biết rằng là những cây lan hài Vân Bắc gần như là thời điểm hiện tại nó đã trên rừng gần như là sắp tuyệt chủng đến nơi rồi. Một trong những dòng lan hài mà chắc là ai chơi lan hài cũng đều muốn có, đúng không ạ? Một cây lan hài mà được coi là được nhiều người săn lan, nhiều người chơi lan hài rất là yêu thích những cây lan hài Vân Bắc này này. Đó, thì ở đây em đang có một số hình để cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cây lan hài thời điểm bây giờ với cái giá cực kỳ là yêu thương, thì cô chú anh chị mình có thể sở hữu một cái giò lan hài Vân Bắc đáng sưu tầm này. Hình này em gọi là hình 53. Một cặp đôi hai cây hài Vân Bắc khá là lớn trưởng thành như thế này này. Cũng hài Vân Bắc, nói chung cái dòng hài thì cũng chuẩn bị đến mùa hoa hết ạ cô chú anh chị. Hai cây hài này em bán là 150.000 thôi ạ. Hình 53 nhá, hình 54 này. Em bán hình này cặp đôi này, hai cây này với giá chỉ có 130.000 thôi này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 55, một cặp đôi hai cây cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hai cây này xin phép được bán với giá là 170.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 56 ạ. Hình này có 3 cây cô chú anh chị, 2 cây cô chú anh chị nhá. Nhỡ vừa đang độ tầm phát triển cực đẹp luôn. Cặp đôi này em bán 150.000 và hình tiếp theo sẽ là hình số 57 ạ. Hình 57, cái lô này có 3 cây ạ, em bán với giá là 180.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 58, 3 cây. 3 cây cô chú anh chị về làm một giò quá đẹp luôn, cũng 180.000. Và sang hình tiếp theo 59 cũng 3 cây ạ, 180.000 cô chú anh chị nhá. Sang hình tiếp theo hình số 60, một cặp đôi 2 cây thôi. 2 cây này em xin phép được bán với giá là 130.000 này. Và hình tiếp theo sẽ là 61 ạ, một cặp đôi 2 cây rất là đẹp ạ. Em bán 170.000 cho cặp đôi này. Và sang hình tiếp theo 62, 150.000 cho cặp đôi này. Và 63 ạ, 63 2 cây rất là to, em bán 170.000. Và 64 cặp đôi này em xin phép được bán là 150.000. Và 65 cũng là một cặp đôi 2 cây 150.000. Và 66 này 2 cây ạ, với giá là 160.000 đó, hơn 100.000 thôi. Thì cô chú anh chị mình sở hữu ngay những cây lan hải vân mà chắc chắn trồng là sống cô chú anh chị nhé, trồng là cho hoa. Đó, đáng sưu tầm này. Hình tiếp theo hình 67, cặp đôi 2 cây này em bán 160.000. Và 68 này cũng là một cặp đôi 2 cây đó. Hai cây này em xin phép bán 150.000 cô chú anh chị ạ. Và hình tiếp theo 69, hình này có đến 6 cây luôn. Em bán là 150.000 đi cô chú anh chị nhá. 6 cây 150.000. Dạ cô chú anh chị mình cùng em xem một cái lô vũ nữ hoàng hậu xanh. Về phải nói là siêu đẹp luôn cô chú anh chị này, những cây vũ nữ hoàng hậu xanh ạ. Cái cần hoa của nó có thể vươn dài đến hơn 1 mét cô chú anh chị nhá. Đây ạ, cái cây này thì cô chú anh chị có thể thấy là cái phần ngọn của nó này, từ phần gốc lên thời điểm hiện tại cây đã cao khoảng tầm, cái nụ hoa này đã cao khoảng tầm 70-80 cm rồi, nhưng cô chú anh chị nhìn thấy là cái phần nụ của nó vẫn còn đang tiếp tục phát triển này. Cái dòng lan này cần hoa cực kỳ là dài, thơm và bền hoa, vũ nữ hoàng hậu xanh cô chú anh chị nhé. Nói là những cái siêu phẩm khi mà nó nở hoa, là những cái bông hoa, những cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn ạ. Dạ. Và một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh này, nụ cực kỳ là khỏe và đẹp luôn ạ. Và hiện tại thì vừa nụ này và mầm gốc mới thì cũng đang bắt đầu là chuẩn bị lên cô chú anh chị ạ. Những cây lan vũ nữ hoàng hậu xanh một chậu là khá là nhiều giả hành mập nú, và chậu nào cũng sẽ có vòi bông như vậy nhá. Và chậu vũ nữ hoàng hậu xanh mà có một cần hoa, có một cần hoa em xin phép được bán với giá chỉ có 160.000 thôi ạ, bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị nhá. 160.000, em khẳng định cô chú anh chị không thể tìm nơi đâu được một cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh với giá 160.000 đâu ạ. Và riêng bán hàng tối hôm nay thôi, tối mai em sẽ phải tăng giá một chút, bởi vì giá này gần như là bán không lợi nhuận cô chú anh chị nhé. Tối mai em xin phép sẽ được tăng giá. Cái chậu này đây, mỗi một chậu một cần hoa sẽ là 160. Và những cái chậu nào mà có hai vòi bông ấy ạ, xin phép được bán là 180.000. Nhưng mà chậu có hai vòi bông thì cũng chỉ có vài chậu thôi cô chú anh chị nhé. Hình như là đâu đây này, chậu hình như là đa số chỉ có một vòi bông thôi cô chú anh chị ạ. Đa số một vòi bông thôi, hoa siêu bền hoa và cần hoa cực kỳ là dài đẹp. Chậu có hai vòi bông sẽ là 180. Giá ở trên thị trường một vòi bông thôi em thấy là người ta bán đến trên 300.000 luôn cô chú anh chị, hai vòi bông hơn 400.000 cô chú anh chị ạ. Đấy, vũ nữ hoàng hậu xanh cô chú anh chị nhá. Riêng buổi tối hôm nay thôi, giá là 160.000 cho một chậu, và ngày mai giá sẽ là sẽ phải tăng nhẹ cô chú anh chị nhé, tăng nhẹ một chút. Còn sang bên này đây vẫn là những dòng lan vũ nữ, phải nói là những cây lan vũ nữ có những cái vẻ đẹp riêng rất là độc đáo và tuyệt vời luôn.
Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan vũ nữ Mitonia, bông hoa rất là to, cô chú anh chị có thể thấy này, và cực kỳ là bền hoa. Nói chung khi mà cô chú anh chị chơi lan vũ nữ ấy, thì nó có một cái ưu điểm đó là nở hoa quanh năm luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em một cái cần hoa vũ nữ Mitonia, cái vẻ đẹp phải nói là vô cùng là độc đáo đúng không ạ? Cái phần nhụy của nó như là một cái nét vẽ trên cánh hoa, và hình ảnh như là một vũ công đang xòe váy múa đúng không ạ? Và hoa cực kỳ là thơm cô chú anh chị nhé. Một cái chậu lan vũ nữ Mitonia với những bông hoa to và đang có một cần hoa như thế này, xin phép em bán với giá chỉ có 90.000 để cô chú anh chị mình sưu tầm cây giống cô chú anh chị nhé. Thơm ngát luôn ạ. Đó, như là một cái nét vẽ trên cái mặt bông hoa luôn. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy ạ, rất là rõ đúng không ạ? Hình ảnh một vũ công trên được khắc họa trên cái cánh hoa thực sự rất là độc đáo luôn. Và bên này cũng vậy này cô chú anh chị này, đây là dòng lan vũ nữ Phượng Hoàng, cô chú anh chị cũng thấy đấy ạ. Một chậu cũng là một cần hoa, bông hoa cũng to và vô cùng là xuất sắc như thế này. Nó cũng như mang cái hình ảnh là một vũ công, cái phần nhụy của nó như là một vũ công đúng không ạ, như là một chú công, hình ảnh một chú công đây cô chú anh chị nhìn thấy này, hay là một vũ công cũng đang xòe váy đó. Thì một cái chậu vũ nữ Phượng Hoàng và một chậu một giả hành đang lên mầm gốc và một vòi hoa như thế này, xin phép em được bán với giá là 100.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng lan vũ nữ nhện ạ. Dòng vũ nữ nhện cô chú anh chị nhìn cho em. Nói chung là mỗi một cây lan nó mang một cái vẻ đẹp riêng cô chú anh chị nhé. Nó sẽ mang một cái sự độc đáo và tuyệt vời riêng của nó này. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những bông vũ nữ nhện, chậu một cần hoa và cũng rất là khỏe, đẹp như thế này. Em bán vũ nữ nhện này cũng với giá là 100.000. 100.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Mỗi một dòng lan nó có một cái sắc hoa riêng rất là độc đáo như vậy. Sao anh chị nhìn cho em này, những cái chậu lan vũ nữ cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Rất là khỏe luôn. Cây lan vũ nữ hoàng hậu xanh và những cái cây lan vũ nữ Phượng Hoàng này, hoa rất là sáng, và những cái cây lan vũ nữ nhện rất là đẹp, độc đáo, tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Vũ nữ Mitonia với sắc hoa rất là to và đẹp như vậy. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan chồn trắng cô chú anh chị nhé. Dòng này thì bên em bảo hành chuẩn hàng chồn, mặt bông không khác gì chồn rừng cho cô chú anh chị nhé. Mặt bông nó chính là cái cây chồn được cấy mô từ cái cây chồn trắng đột biến của rừng, nên là cái mặt hoa của nó sẽ chuẩn như thế này cô chú anh chị nhé. Đây chính là cái mặt hoa mà đã được được những anh chị ở bên mình trồng đấy ạ. Từ những cái cây chồn trắng đấy cô chú anh chị nhìn thấy này. Đó, hoa rất là đẹp và cực kỳ là thơm. Thì một cái bảng chồn trắng như vậy em đang bán với giá chỉ có 190.000 thôi cô chú anh chị ạ. Thay vì cô chú anh chị mua những cây chồn trắng đột biến ở rừng, săn tìm những cây chồn trắng đột biến ở rừng, thì cô chú anh chị đếm theo lá để tính tiền, thì cô chú anh chị có thể mua cho em những cái chậu như thế này. Nó thực sự nó rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây lan kiều tím yên tử cô chú anh chị nhé. Cái lô kiều tím yên tử này hôm nay em nói chung là một cái chậu lan kiều tím yên tử, cái lô này là em đã chốt hàng và đã để rất là lâu rồi ạ cô chú anh chị. Cây hiện tại thì nó cực kỳ là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu lan kiều tím yên tử này em đang bán với giá chỉ có 150.000 thôi. Và cái mặt hoa đã sổ tại vườn, có những cái mặt bông dòng kiều tím yên tử, thì nó chính là một trong những mặt bông phải nói là mặt bông kiều đẹp nhất trong tất cả những cái mặt hoa kiều đẹp và giá trị nhất cô chú anh chị nhé. Có những mặt bông đã sổ tại vườn, nó rất là xuất sắc như thế này. Và một xin nhắc lại, một chậu kiều tím yên tử như vậy em đang để giá là 150.000 ạ. Nơi bán rẻ nhất cũng không dưới 180 cho đến 200.000, em khẳng định luôn cô chú anh chị nhé. Đấy, ở đây thì em đang để giá là 150.000 cho 140.000 thôi cô chú anh chị ạ, cho một chậu kiều tím yên tử to và đẹp như thế này. Thậm chí nơi khác người ta chậu chưa được đẹp như thế này mà giá rẻ nhất cũng phải rơi tầm 180 cho đến 200 cô chú anh chị ạ. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều mỡ, kiều mỡ gà, cũng là cái mặt bông mà đã có những được lựa chọn từ những cây giống cái sắc hoa rất là đẹp để mà người ta nhân giống cô chú anh chị nhé. Và đây là cái mặt bông đã sổ tại vườn, và một chậu kiều mỡ như vậy để cô chú anh chị mình sưu tầm, em đang bán với giá là 150.000. Và sang bên này đây sẽ là những cây vanda tóc tiên hương dừa. Đây là những chậu tóc tiên hương dừa cô chú anh chị ạ, vô cùng là thơm, một cái dòng lan phải nói là đáng thưởng thức hoa, cực kỳ là thơm và rất là bền ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em này. Và
Và những cái chậu tóc tiên hương dừa này thời điểm bây giờ là đang nụ và đang hoa rất là nhiều luôn nhá, chú ý chị nhá. Đang nụ đang hoa rất là nhiều luôn như này. Đó, độ bền của nó phải rất là bền hoa bởi cánh hoa của nó rất là dày ạ. Và một cái chậu tóc tiên hương dừa này xin phép được bán với giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi ạ. Cô chú anh chị không tìm nơi đâu được một cái chậu tóc tiên hương dừa đẹp đang nụ hoa như thế này với giá 110.000 đâu cô chú anh chị nhá. Chắc chắn phải rơi ít nhất là 140.000 là rẻ cô chú anh chị ạ. Đấy thì ở đây em đang để giá có 110.000 thôi cô chú anh chị ạ. Cây cực kỳ là khỏe, mầm gốc lên rất là đẹp như vậy. Tiếp sang bên này đây thì em muốn được giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu đen rô lá biên. Mỗi một cái chậu đen rô lá biên này thì sẽ có ít nhất là hai cái mầm tơ như thế này và chiều cao khoảng tầm 40cm trở lên cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu đen rô lá biên như vậy em đang để giá có 180.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và lượng hàng cũng không còn nhiều ạ. Giá trên hàng này thì em bảo hành chuẩn hoa cho cô chú anh chị như vậy nhé cô chú anh chị nhé. Cánh vàng và họng đen và giá trên thị trường người ta bán trên Facebook ạ. Giá một chậu là 300.000 với hai mầm ngắn cũ như vậy cô chú anh chị thấy ạ. Đó, cô chú anh chị yên tâm rằng giá cực kỳ là hợp lý để cô chú anh chị mình sưu tầm nhé. Bên này cũng là những chậu đen rô và hàng này là mặt hoa sổ số này, chậu sum xuê như này là 150.000. Đặc biệt ạ, em có những cây đen rô xuân, hàng phải nói là siêu rẻ, cô chú anh chị mình có thể mang về trồng chờ đợi cho hoa Tết cũng như xuân tới này cô chú anh chị này. Một chậu với những cái giả hành mập nú, nếu như là hàng Tết thì siêu đắt đỏ đúng ạ. Còn thời điểm hiện tại với những cái mầm gốc như thế này, cô chú anh chị mình có thể về chơi hoa. Mình trồng có thể là không chăm nổi nó nở hoa thời điểm Tết, nhưng ít nhất cô chú anh chị mình cũng có thể được thưởng thức những cái bông hoa xuân rất là tuyệt vời ạ. Hiện tại đang lên rất là nhiều mầm cô chú anh chị nhé. Đang lên rất là nhiều mầm luôn, đang lên mầm. Đó, cây đen rô xuân này bây giờ đang bắt đầu là lên mầm mới. Thì một cái chậu đen rô xuân như vậy em đang để giá có 40.000 thôi cô chú anh chị ạ. 40.000 thôi. Đó, đến Tết thì những cái chậu đen rô xuân như thế này chắc chắn là không dưới 100.000. Thì thời điểm hiện tại em đang để giá cho cô chú anh chị mình về làm cây giống với giá chỉ có 40.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em xin phép bao ship cho cô chú anh chị mình. Lấy từ 5 chậu em bao ship luôn cô chú anh chị nhé. Và riêng dòng đen rô xuân thì cô chú anh chị lấy cái mã màu nào, chọn phải cái mã màu nào cũng không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu ạ. Cô chú anh chị mình có thể xem cho em những cái mã màu đen rô xuân khi mà nó sổ cô chú anh chị, bông hoa bền thơm cô chú anh chị ạ. Đấy, mã vàng hoặc là cái mã sắc như thế này đều rất là đẹp đúng không ạ. Chậu chỉ vài thân như thế này thôi đã quá rực rỡ rồi cô chú anh chị này. Đó, mặt hoa nó cũng đều tuyệt vời đúng không ạ. Với giá xin nhắc lại chỉ có 40.000 cho một cái chậu đen rô xuân này thôi. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan thạch hồng tí ạ. Một cái loại lan và cũng là một cái loại dược liệu. Nếu như nói về tác dụng dược liệu thì cây thạch hồng tí này nó là một trong 10 thảo dược, một trong 10 cây thảo dược quý nhất cô chú anh chị nhé. Có tác dụng dược liệu tuyệt vời nhất ạ. Và hoa của nó cũng rất là bền. Hiện tại cây cũng đang bắt đầu là chuẩn bị mùa mầm mới này cô chú anh chị này. Đang mùa hoa cũng là mùa mầm mới. Và một chậu rất là nhiều thân sum xuê như thế này đấy ạ cô chú anh chị. Nhiều thân và sum xuê như thế này cô chú anh chị nhé. Chơi hoa một vị thuốc trong nhà cô chú anh chị ạ. Đáng sưu tầm với giá chỉ có 90.000 cho một cái chậu lan thạch hộc tía này thôi. Đó, thỉnh thoảng thì mới có lô thạch hộc tía với cái hàng đang nụ đang hoa như vậy về thôi. Cái giá cũng cực kỳ là đáng sưu tầm đúng không ạ? 90.000 cho một giò. Và sang bên này đây thì em đang có những cái cây lan. Đây bên này đây sẽ là những cái cây lan hoàng nhạn tháng 8 nhé cô chú anh chị nhé. Hàng này bên em bảo hành chuẩn cô chú anh chị mình. Đó là những cây nhạn tháng 8 ạ. Và ở đây thì mỗi một cây như thế này đã có ít nhất là 5 cặp lá rồi. Em đang bán với giá chỉ có... chỉ có giá là 240.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Giá trên thị trường thì như đâu em thấy không nhiều chỗ người ta bán không dưới 400.000 cho một cái chậu nhạn tháng 8 này đâu cô chú anh chị nhá. Ở đây thì em đang để giá là 240.000 cho một giò. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan năm cánh trắng hiển oanh cô chú anh chị nhá. Những cây năm cánh trắng hiển oanh, hàng bảo đảm cô chú anh chị rằng hiển oanh hay còn gọi là HO đấy ạ. Trước đây thì bán theo sen đúng không ạ? Một cái mặt bông cực kỳ là đẹp. Trước đây bán theo sen giá vài triệu. Thì em nghĩ rằng là cũng không cần thiết phải bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy để mà chơi hoa. Còn thời điểm bây giờ cô chú anh chị mình có thể chơi hoa theo đúng nghĩa. Giá siêu rẻ, siêu yêu thương cho cô chú anh chị mình. Cái chậu này gọi là chậu 32 ạ. Nụ xanh biêng biếc đây cô chú anh chị.
nụ khá là lớn, bắt đầu chuẩn bị sổ này, hai mầm gốc, ba mầm gốc, cô chú anh chị. Em đang bán chậu này với giá có 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. 100.000 thôi ạ. Đấy, gọi này, chậu này gọi là chậu 32 ạ. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 33. Chậu 33 cô chú anh chị này, chậu này thì có hai mầm gốc nha, nó bị lỗi và ki trên thân rất là nhiều, cũng đang nụ nữa. Chậu này em để giá có 80.000 thôi ạ. Ki trên thân rất là nhiều, em để giá 80.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 34 ạ. Một dàn nụ và mầm gốc lên cao cực đẹp luôn này cô chú anh chị này. Một dàn nụ ở trên thân này. Cô chú anh chị, chậu này em xin phép bán 100.000. Đảm bảo cô chú anh chị rằng là hiếm có nơi nào người ta bán đến 100.000 cho một cái chậu HO như vậy nhá. Chậu này thì rất nhiều ki trên thân và nụ hoa này. Cũng có hai mầm gốc, tuy nhiên một mầm gốc bị lỗi. Chậu này em bán là 9.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 36 ạ. Chậu này thì một cái thân hoa mà siêu nhiều nụ đây ạ. Cực kỳ là nhiều nụ ở đây cô chú anh chị này. Đó, và mầm gốc cũng lên rất là đẹp, chậu này bán 100.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là chậu số 37 ạ. 37 cũng nụ khá là lớn rồi. Đó, chậu này cũng có 3-4 mầm gốc, tuy nhiên có một mầm gốc này bị lỗi này. Ở dưới này thì còn đang có 3 mầm gốc nữa. Chậu này xin phép bán 100.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 38 ạ. Chậu 38 đây cô chú anh chị. 38 này. Đó, đang nụ này, mầm gốc lên rất nhiều ạ. Ki lên rất là nhiều cô chú anh chị, về nhân giống thì tuyệt vời và mầm gốc lên xanh biếc luôn. Vừa ngắm hoa vừa rất là nhiều cây giống, giò này xin phép được bán cũng có 100.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 39 ạ. Cũng là đang nhiều nụ như vậy này cô chú anh chị này. Mầm gốc lên rất là khỏe, có giá 100.000. Và hình tiếp theo là hình 40. Chậu 40 này. Đó, mầm gốc nụ này cô chú anh chị, em bán 100.000 thôi ạ. Và chậu tiếp theo là 41 nhé. Chậu này thì có một cái mầm gốc ki trên thân nụ. Cái mầm gốc này bị lỗi thì em bán luôn với giá 80.000. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan dáng hương bạch nhạn cô chú anh chị ạ. Cho ai yêu mến cái dòng hoa màu trắng đẹp mê cô chú anh chị ạ, hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ, cũng có cây đang có nụ, chậu này bán 100.000. Chậu 43, chậu 43 hai nụ xanh biêng biếc, chuẩn bị sổ đây cô chú anh chị. 100.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và chậu 44 đây là một cái chậu hoàng nhạn cô chú anh chị ạ. Chậu hoàng nhạn 44 này xin phép em được bán chậu này với giá sẽ là 100.000 cho chậu 44. Chậu 45 chậu này đang nụ luôn ạ. Chậu này em bán là 80.000 thôi. Chậu 46 cũng là một cái chậu mà đang nụ này cô chú anh chị này, không biết là bạch nhạn hay hoàng nhạn nữa. Em bán là 100.000. Và chậu tiếp theo là chậu 47 này, chậu này là một chậu hoàng nhạn rồi. Và chậu này em bán là 80.000 thôi. Và chậu tiếp theo 48 ạ. 48 90.000 và hình 49 này. 49 cô chú anh chị nhìn cho em, kiểu chậu này không biết là bạch nhạn hay hoàng nhạn nữa. Thì chậu này em bán 100.000 và chậu tiếp theo sẽ là chậu 50. Chậu 50 này em bán chậu này với giá sẽ là 90.000 cô chú anh chị ạ. Và bên này là một cái chậu gà trắng duy nhất nhé, là 51 là một cái chậu gà trắng duy nhất, hàng chuẩn gà trắng cô chú anh chị nhé, với giá chỉ 130.000 cho chậu này thôi. Và một cái chậu điệp tím của vùng Cao Bằng 52 với giá em bán là, chậu 52 này em bán với giá là 80.000 thôi, chậu này 80.000 thôi. Và bên này là cây hoàng tinh cô chú anh chị ạ. Một cái cây thuốc, một cái cây dược liệu mà rất là hiếm và phân bố rất cũng rất là hẹp thôi cô chú anh chị nhá. Không phải nơi nào cũng có đâu cây hoàng tinh này. Ở đây thì em để cả cây như thế này để cô chú anh chị có thể lấy về làm giống, có thể cắt cái cây này đi cũng được, bởi vì nó sẽ mọc lên cái từ những cái củ này này cô chú anh chị. Thì mỗi một cây hoàng tinh như vậy em đang để giá là 50.000 trong cây nhá cô chú anh chị nhá. Em còn đang có, hiện tại em đang có 3 cây duy nhất thôi. Đó, 50.000 cho một cây hoàng tinh này. À đây ạ. Ôi trời ơi, không biết là như thế nào nữa. Bên này đây thì em đang có một cái lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng nhá, chú ý chị nhá. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho cái lô kiều hồng, kiều tím miền Trung này ạ. Không biết là những cây HO em đã giới thiệu đến cô chú anh chị chưa. Đó, mỗi một cái chậu HO này đa số là một thân hoa đang nụ và một mầm gốc. Cái chậu này em xin phép được bán với giá chỉ 100.000 thôi. Tức là một cái chậu HO là một thân hoa đang rất là nhiều nụ và ki trên thân như thế này, em đang để giá là 100.000. Đó cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị tìm nơi đâu được một cái chậu HO, chậu hiển oanh mà cái giá rẻ bèo như vậy không ạ? Đó. Và bên này là những cái chậu hoàng nhạn, những cái chậu bạch nhạn.
với giá cũng chỉ có 100.000 cho một giò thôi. Với giá các cái chậu này thì cũng hiện tại cũng đang có nụ nhé cô chú anh chị nhé. Rồi sang bên này đây thì sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo. Đây ạ, xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị này. Những cây dáng hương đuôi cáo nếu mà đủ lượng nhiều thì em đã bỏ sỉ rồi chứ không 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 để bán lẻ. Thực ra bán lẻ như này thì so với giá hàng sỉ là thậm chí bán không được giá như hàng sỉ luôn cô chú anh chị ạ. Nhà vườn thì đang vào vườn rất là nhiều, đang tìm hàng mà không có. Cái hình này thì gọi là hình 13 cô chú anh chị nhé. Mùa này đang là mùa trồng cáo rất là đẹp luôn. Có 7 cây cô chú anh chị ạ, 7 cây và hình này xin phép được bán với giá là 130.000 thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 14 này. Hình này có đến 11 cây luôn nhé chú anh chị nhé. 11 cây cáo luôn ạ. Và hình này em đang để giá là 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Số 15 nó rất là đẹp. Cặp đôi này này cô chú anh chị này, cực xinh luôn. Hai cây không bỏ lá chân mà rất là nhiều cặp lá nhé cô chú anh chị nhé. Và thêm cái hai cái khóm dề này nữa này. Đó, cô chú anh chị này. Và cả cái hình này xin phép em được bán là 130.000 nhá cô chú anh chị nhá. 140.000 đi ạ, 140.000 đi. Không thì cả gần một cân cáo đến nơi rồi, có bán có 130 thì rẻ quá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 16 này. Hình 16 là có 5 cây cáo này này. 5 cây cáo này. Nó hơi héo một chút xíu cô chú anh chị nhá. Hình này xin phép được bán với giá 110.000. Và sang bên này đây ạ là một cái cặp phần cáo mà những cây to uỳnh luôn, toàn cây mẹ con cô chú anh chị này. Đó, cây này một mẹ ba bốn con luôn cô chú anh chị ạ. Đó, ba cây cáo rất là to này, xin phép bán với giá là hình này là 110.000 cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18 ạ. Hình số 18 này cô chú anh chị. Một cái phần cáo cũng không bỏ lá chân và nó đẹp như vậy đấy ạ. Cái hình này thì có 11 cây cô chú anh chị nhé. Giá em bán hình này là 130.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là một dề rất là đẹp. Hình số 19, một dề. Đó, một dề cáo đẹp như thế này cô chú anh chị, về lên rộng chậu là tuyệt vời luôn. Em bán 180.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 20 ạ. Hình 20. Hình này thì em đang có 6 cây nhá cô chú anh chị nhá. 246 cây cáo, 246 cây cáo. 7 cây chứ, 7 cây cô chú anh chị ạ. 7 cây. Hình này xin phép được bán này. Này, 7 cây cáo như vậy đấy ạ. Điền 7 cây như thế này xin phép em được bán với giá 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 21 này. Một cái phần cáo là những cây thẳng tắp rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị. 5 cây ạ, rất là đẹp luôn, 180.000 cô chú anh chị nhá. 180.000, có những nụ và nhiều cây có nụ và cây xếp thẳng tắp luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 22, một cái hình cáo mà có 5 cây cũng rất là đẹp luôn đấy cô chú anh chị ạ. Giá em xin phép được bán hình này 110.000. Và hình tiếp theo sang bên này sẽ là có một dề, hai dề này cô chú anh chị. Hai dề như vậy em bán hình này với giá 120.000. Sang bên này đây sẽ là những chậu cáo thuần ạ. Đây, cái chậu cáo thuần này gọi là chậu số 25 cô chú anh chị nhá. Chậu 25 này em thấy hiện tại đang có hai nụ, một nụ, hai nụ, ba nụ cô chú anh chị ạ. Ba nụ. Mặt bông cáo chắc chắn khi nở hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu ạ. Chậu này xin phép bán 170.000 cô chú anh chị nhá. Đang có 3 nụ hoa. Và hình tiếp theo sẽ là hình 26 ạ. Chậu này em bán với giá chỉ 150.000 thôi. Chậu này em không thấy cũng có một cái nụ hoa đây này. 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số nụ rất là to luôn. Cây này cũng rất là to cô chú anh chị ạ. Chậu này bán 150.000. Có một cái cây bên này có nụ to uỳnh luôn này cô chú anh chị. Cô chú anh chị thích thì về cô chú anh chị trồng lại cho em. Và sang hình tiếp theo ạ, một cái chậu rất là ba cần hoa cực kỳ là đẹp luôn này. 4 cây, ba cần hoa. Xin phép em bán chậu này 180.000. Và sang hình tiếp theo ạ, là cái hình số 29 này. Hình số 29 này. Em bán cái chậu này, những cây cáo xếp ạ. Chậu này em bán với giá là 150.000 đi. Và chậu tiếp theo là chậu số 30 ạ. 160.000. Và chậu số 31 này cô chú anh chị. Cây này là xếp thẳng tắp luôn. Chậu một chậu như vậy em bán 150.000 nhé. Và ở đây ạ là em đang có 3 chậu. 3 chậu giạc Hawaii nhé cô chú anh chị nhé. Giạc Hawaii, chậu này gọi là chậu số 1 đây, siêu nhiều mầm, em bán 80.000. Chậu số 2 60.000 và chậu số 3 là 50.000. Có 3 chậu giạc Hawaii như vậy. Và sang bên này đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là mật ong khoái nhé. Hôm nay bên em lại về thêm cái những cái tổ mật ong khoái cô chú anh chị ạ. Nguyên một cái tổ như thế này là cái nó chưa, cái nắp của nó chưa bị thủng nhỉ cô chú anh chị này. Và khi mà mình cái này về cô chú anh chị tự bắt cho em, bên trong toàn bộ đều là mật thôi cô chú anh chị ạ. Đây ạ.
Dạ, mật rất là ngon luôn nhé cô chú anh chị nhé. Như thế này thì để cô chú anh chị biết rằng là không vào đâu là cái hàng có thể giả được cô chú anh chị nhé. Những giọt mật trong veo như thế này, đó, thơm và cực kỳ là ngon luôn ạ. Dạ cô chú anh chị, những giọt mật cực kỳ là ngon như thế này. 1 kg cái mật ong khoái này ạ, em xin phép được bán với giá sẽ là 220.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Cái mật ong nguyên chất từ rừng như thế này thì đảm bảo ngon như thế này thì em nghĩ rằng là một cái, phải nói là một cái món quà tuyệt vời của tự nhiên cô chú anh chị ạ. Đảm bảo cô chú anh chị rằng sẽ thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn cô chú anh chị nhé. Sang bên đây sẽ là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng này. Một cái túi chè mà được trồng ở vùng núi Phe Đén ạ. Với độ cao trên 1.000m2 mà quanh năm sương mù bao phủ, cô chú anh chị, tạo ra một cái hương vị rất là riêng. Một cái hương vị mà không lẫn đi vào đâu được. Một túi chè ô long như vậy đóng gói nửa kg em đang bán là 170.000 cho túi nửa kg nhé. Sang bên này đây sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size luôn. 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg. Và cái vỏ thông này cô chú anh chị thấy là không phải là hàng băm mà nó là hàng xay nhé cô chú anh chị nhé. Hàng xay thì bao giờ giá nó cũng sẽ đắt hơn hàng băm. Tuy nhiên thì em vẫn bán cái giá là 20.000 trong kg cho cô chú anh chị. Dớn vụn 4.000 trong kg và dớn bảng thì em có cái kích cỡ là 13-30 với giá là 13-30 nhé. Với giá chỉ 15.000 thôi. Kích cỡ 20-30, 20-40 với giá sẽ là 22.000. Rêu rừng ạ, rêu rừng cực kỳ là đẹp, sạch và khô ráo tuyệt vời như thế này. Em đang để giá là 50.000 trong 1 kg. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp nhé. Atonic ạ, 12.000 trong một gói. Và xúc thai hóc môn tăng trưởng em đang bán 50.000 trong một lọ. Và B1 dưỡng chất AB với giá 80.000 trong một lọ. B1 thái 40.000. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ. Liền da mỹ tiến là 40.000 nhé. Siêu da dễ N3M 30.000 trong một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000. Và thuốc đặc trị côn trùng với giá 70.000 trong một lọ. Cắt nan đặc trị thối nhũn 40.000 trong một lọ. Kim kim bun cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 một gói. Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 trong cuộn. Và phân chuồn quế hàng nguyên chất đã qua xử lý, hàng nguyên chất cao cấp đấy ạ. Em bán với giá là 35.000 cho một túi 1 kg nhé. Phân dê đã qua xử lý rồi, cung cấp giá trị dinh dưỡng trong thời gian rất là dài bởi vì cái phân dê là tan rất là chậm đấy ạ. Và đã qua xử lý nên cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm rằng nó có thể cung cấp giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho cây mà không làm ảnh hưởng cây nhé. 18.000 1 kg. Bên này đây thì em có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Một túi 1 kg, một lọ như vậy em đang để giá là 40.000. cô chú anh chị biết rằng là từ những cánh hoa hồi thì người ta có thể cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt đúng không ạ? Rất là tốt đối với sức khỏe nữa. Từ rất là lâu rồi thì từ những cánh hoa hồi như vậy, bên em đã chiết xuất ra những giọt tinh dầu hồi này, chắc chắn rằng sẽ đem đến những công dụng dược liệu vô cùng tuyệt vời cho cô chú anh chị mình ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hiện tại hôm nay bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.